Tình và người yêu yêu nhau được 3 năm, vừa mới chia tay được một tuần trong cây đáng mọi người ạ. À. Hai đứa quen nhau vì cùng một khu chung cư mini. Sau người yêu chuyển đi thì chúng mình vẫn giữ liên lạc. Chuyển đi được 2 tháng bắt đầu yêu, đến lúc chia tay là được hơn 3 năm rồi. Mình thì chi tiêu cũng cẩn thận, cũng có kế hoạch trong tương lai, nên đi làm kiếm tiền cũng phải tính toán khoản chi, khoản thu sao cho chuẩn. Từ ngày bắt đầu yêu, mình cũng tính toán là mỗi tháng tiền chi tiêu cho chuyện tình cảm sẽ chỉ tốn khoảng 30% lương. Như thế cũng thoải mái rồi. Ban đầu mỗi tháng khoảng 4 triệu, sau đó lên dần. Kể cả mua quà cáp thì cũng chỉ ở trong khoảng đấy. Tháng nào chi tiêu nhiều thì tháng sau lại ít đi. Nói chung là tầm tầm ấy là được. Tính ra trong suốt 3 năm yêu nhau, mình chỉ chi khoảng 155 triệu. Trung bình mỗi năm cũng khoảng hơn 50 cho việc ăn uống, quà cáp cho em, Tính ra mà không có người yêu, không chi như vậy là cũng mua được cái ô tô cũ cũ che mưa che nắng rồi đấy mọi người. Vậy mà tự dưng một ngày cách đây khoảng một tháng, mình cảm thấy người yêu mình lạnh nhạt với mình. Mình cũng đoán ra có lẽ đã có người khác, vì mình thì ở Hà Nội, còn người yêu thì đợt này về quê tránh dịch. Xa mặt cách lòng, mà người yêu mình cũng xinh, vệ tinh cũng nhiều. Cho đến cách đây một tuần, mình nhắn tin cho em thì em đã...